mình chúng con. Đời của Đức Chúa Trời cho mỗi một đời sống của chúng con. Chúng con hiểu được cái sự sâu nhiệm của lời Đức Chúa Trời và chúng con hiểu được cái sự kêu gọi của Chúa. Để rồi mỗi đời sống của chúng con thật sự biết rõ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để chúng con hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực để mà phục vụ Đức Chúa Trời của chúng con và chúng con không bao giờ bị sa ngã. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả những cái điều gì đó mà nghi ngờ trong tâm trí chúng con nó phải thối lui ngay thời giờ này. Và tất cả những cản trở để phải lui khỏi. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố chúc phước cho đường truyền của chúng con trong buổi tối hôm nay thật là tốt đẹp. Trong danh Chúa Giêsu, đường truyền của Zoom cũng như là của Facebook hay là YouTube được tốt đẹp trong danh Chúa Giêsu Christ bởi quyền năng thánh linh của Đức Chúa Trời thông qua hầu cho chúng nó sẽ được tốt lành trước mặt Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vô cùng. Hallelujah. Xin Chúa ban phước trên quý bà anh chị em chúng con có mặt trong phòng Zoom cũng như là có mặt trong Facebook và trong YouTube. Tất cả đều được ở trong cánh bóng toàn năng của Đức Chúa Trời, ở trong sự dạy dỗ từ nơi thánh linh của Đức Chúa Trời, và ai nấy để thấu hiểu được lời của Đức Chúa Trời cho chính đời sống của mình và hãy biết chính mình là ai trước mặt Chúa và phải làm gì trong những ngày đến. Chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Chúng con dâng thì giờ trọng thể này trong tay toàn năng của thánh linh, xin Ngài dẫn dắt dạy dỗ chúng con. Chúng con biết ơn Cha. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hôm nay có trục trặc chút về ban nhạc, về âm thanh. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa trong mọi điều. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học. Tôi sẽ có một số câu hỏi về cái sự kêu gọi của Chúa mỗi một người chúng ta cần phải suy gẫm trước khi chúng ta vào với chương 2. Làm thế nào để một người có thể biết chắc mình được Đức Chúa Trời kêu gọi? Đây là những câu hỏi rất là quan trọng. Làm thế nào để một người có thể biết chắc mình được Đức Chúa Trời kêu gọi? Sau đây là một số câu hỏi để khảo sát và trả lời trước mặt Chúa trong việc trắc nghiệm và xem lại là sự kêu gọi của mỗi người trước mặt Chúa. Tôi đã thực sự được tái sinh chưa? Tôi có biết chắc không? Có còn đám mây nghi ngờ nào về việc tôi được cứu, được tái sinh ở đây một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giêsu và tên của tôi được ghi vào sổ sự sống trên trời không? Đây là câu hỏi đầu. Chúng ta cần phải biết được cái sự tái sinh. Chúng ta cần thật sự phải kinh nghiệm cái sự tái sinh trên đời sống của chúng ta. Chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta xuất sắng về nhà của Đức Chúa Trời như thế nào? Như lời mà Chúa Giêsu đã nói với Nicodem thì gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sanh bởi Đức Thánh Linh thì cũng như vậy. Người ta không thấy gió nhưng mà thấy cây lay động. Người ta không thể thấy Thánh Linh nhưng mà thấy những con người được tái sanh thật sự có những hành động mới mẻ, có những hành động yêu mến Đức Chúa Trời, yêu mến lời Đức Chúa Trời, hay là lập chứng nhân cho Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần biết để chúng ta biết được là chúng ta đã được tái sanh. Mà khi tái sanh thì chúng ta hưởng được sự sống đời đời. Khi tái sanh thì chúng ta thật sự bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Câu số 2. Tôi có kinh nghiệm được sự thánh khiết mà Kinh Thánh mô tả không? Tôi có được giải cứu khỏi các tật xấu, sự ham mến thế gian, những tội lỗi của xác thịt, của con người cũ không? Và tôi có lớn lên trong ân điển không?
Tôi sơ qua nhưng mà anh chị em chúng ta cần lưu ý và chúng ta kiểm tra chính đời sống của mình. Tôi có kinh nghiệm được sự thánh khiết mà Kinh Thánh mô tả không? Sự thánh khiết là một cái sự trong sạch, mà việc mà Thánh Linh đã thanh tẩy chúng ta để chúng ta trở thành một người thánh hay là trở thành một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời đó. Bởi vì con Đức Chúa Trời là phải thánh khiết. Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta và không còn thấy tội lỗi của chúng ta nữa. Và chúng ta có được giải cứu khỏi các tật xấu, những cái tật xấu hay là tội lỗi hay là những cái gì mà thế gian của hình tượng của xác thịt nó lại làm ô uế đời sống của con người. Nhưng mà khi cái sự thánh khiết của Ngài đến thì chúng ta kinh nghiệm được và chúng ta có thể từ bỏ được những cái tật xấu của mình, những gì ô uế trên đời sống xác thịt của mình. Rồi mình có lớn lên trong ăn điển không? Đây là điều chúng ta cần phải kiểm tra chính đời sống của mình. Câu số 3. Tôi có kinh nghiệm được đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Tôi có được giải cứu khỏi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có nghĩa là được báp têm trong Đức Thánh Linh đó. Tôi có kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh hay là tràn đầy Đức Thánh Linh cả bên trong lẫn bên ngoài đó. Theo công vụ đoạn 2 câu 4. Từ câu 1 đến câu số 4. Đúng như là như vậy. Từ đoạn 2, từ câu 1 đến câu số 4 không. Tôi có hiểu được mục đích của kinh nghiệm nhận được quyền phép từ trên cao để đi ra làm chứng nhân không? Tôi có bước đi trong Thánh Linh không? Điều này chắc chắn là quý ông bà anh chị em của chúng ta là những người ngũ tùng rồi, phải không ạ? Những người ngũ tùng thì chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều về việc báp têm Thánh Linh, rồi nói tiếng lạ, rồi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, quyền năng của Chúa và bước đi trong Thánh Linh của Chúa. Cái việc mà báp têm trong Đức Thánh Linh rồi sau đó tiếp tục đầy dẫy Đức Thánh Linh thì chúng ta cần phải kinh nghiệm liên tục trong cuộc đời của mình. Báp têm Thánh Linh là một lần, nhưng mà kinh nghiệm về đầy dẫy Đức Thánh Linh là liên tục trên đời sống. Bởi vì mỗi ngày mà nếu mà chúng ta cạn về Thánh Linh thì chúng ta cần phải đầy dẫy qua sự cầu nguyện hay là qua chúng ta sự thờ phượng, hay là qua đọc lời của Chúa thì chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, hay là đi ra làm công việc của nhà của Đức Chúa Trời thì chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh. Câu số 4 đó là tôi có lòng thương cảm bốc cháy trong linh hồn cho tội nhân không? Có phải việc chinh phục tội nhân là mối quan tâm lo lắng đầu tiên của tôi không? Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì họ giảng dĩ, giảng tin lành, không sợ hãi gì cả và luôn luôn có một sự sốt sắng bốc cháy trong linh hồn của mình, là yêu mấy những linh hồn tội nhân, muốn chinh phục những linh hồn tội nhân về cho Đức Chúa Trời. Rồi phần câu số 5 là tôi có chờ đợi để nghe tiếng của Chúa qua sự kiên ăn và cầu nguyện không? Bởi vì khi kiên ăn cầu nguyện thì Chúa nói là ngươi cầu ta sẽ ứng, ngươi kéo ta phán rằng có ta đây. Như vậy thì mình có kiên ăn cầu nguyện rồi mình có chờ đợi nghe tiếng phán của Chúa hay không? Và điều này thì các hội thánh ngũ tùng thì chúng ta thấy được thường xuyên chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Thánh Linh và chúng ta nhóm lại với nhau thì chúng ta cũng nghe được tiếng của Thánh Linh. Tôi có bao giờ thỏa mãn với các nghề nghiệp khác ngoại trừ việc làm trọn cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi không? Tôi có bao giờ thỏa mãn với các nghề nghiệp khác ngoại trừ việc làm trọn cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của tôi không? Và chúng ta luôn luôn phải ưu tiên hàng đầu trong cái việc Chúa kêu gọi và chúng ta làm trọn cái sự kêu gọi của Chúa. Và còn các nghề nghiệp khác thì chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm
nhưng mà nó là thứ yếu chứ không phải là mục đích chính mà Chúa chọn chúng ta trong ngày hôm nay. Câu số 7 là những động cơ của tôi có trong sạch không? Tôi có bị các dục vọng khác thúc đẩy hơn là vâng lời Chúa không? Những động cơ của tôi có trong sạch không? Chúng ta có những cái động cơ, nhưng mà chúng ta cần có sự khôn ngoan để chúng ta biết là động cơ đó có trong sạch hay không. Nhiều người có những động cơ sai trật nhưng mà vẫn cứ làm, cứ bước đi theo những điều đó, không biết nó trong sạch hay là ô uế. Và chúng ta biết là trong sạch nó đến từ Chúa và ô uế nó đến từ ma quỷ. Nên chúng ta cần phải biết những cái động cơ của chúng ta. Chẳng hạn như cái động cơ của Judas Iscariot là động cơ không phải đến từ Chúa, đúng không ạ? Tham lam tiền bạc là cổ rễ của mọi điều ác. Đó là động cơ không có trong sạch. Động cơ đó dẫn đến tội lỗi, dẫn đến sự chết. Nên chúng ta cần phải biết những cái động cơ của mình. Tôi có bị các dục vọng khác thúc đẩy hơn là vâng lời Chúa không? Chúng ta xem nhiều cái dục vọng của chúng ta, nhiều cái sự ham muốn của chúng ta, nhất là thế gian này, nó làm cho chúng ta có thể chạy theo những cái dục vọng của xác thịt, và thế gian này nó sẵn sàng đáp ứng cho những dục vọng đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là những người vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa, những gì của Chúa thúc giục chúng ta và chúng ta ưu tiên hàng đầu để chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời. Tôi có bị ảnh hưởng bởi một ước muốn là làm đẹp lòng mục sư, bạn bè và gia đình của mình không? Tôi có ham mến nổi tiếng, có địa vị nổi bật và có nhiều tiền không? Nếu chúng ta có những ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi những ước muốn này thì chúng ta cần phải loại bỏ. Và chúng ta, đây là cái câu hỏi, và nó thật sự ngay đời sống của chúng ta, thật sự chúng ta có những điều này không, thì chúng ta cần phải kiểm tra. Câu số 8 đó là tôi có tin cậy Chúa cung cấp mọi nhu cầu của mình không? Tôi có thỏa lòng sống với những gì Chúa cung cấp cho tôi không? Mình có tin cậy Chúa cung cấp mọi nhu cầu của mình không? Nếu chúng ta không tin và nghi ngờ cái sự chu cấp từ Chúa thì chúng ta không thể hầu việc Đức Chúa Trời được. Nếu chúng ta lo lắng về ngày mai ăn gì, uống gì, mặc gì, chúng ta khó mà hầu việc Chúa. Và đó là điều mà có nghĩa là chúng ta không có tin cậy nơi Chúa cung cấp cho chính đời sống của mình. Và có thỏa lòng sống như vậy trong đức tin của mình với Đức Chúa Trời hay không? Câu số 9 là tôi có phải là người trung tín dâng hiến 1/10? Dâng hiến 1/10 không? Tôi có hy sinh dâng hơn mức 1/10 không? Tôi có dâng hiến cách vui lòng không? Tôi có dành ưu tiên cho Đức Chúa Trời về nguồn tài chính của tôi không? Tôi có tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là cung cấp nhu cầu để làm công việc Ngài qua sự dâng hiến và dâng 1/10 của dân sự Ngài không? Tôi có sẵn sàng dạy dỗ kẻ khác dâng hiến tiền bạc không? Chúng ta biết rằng là người ta nói là tiền bạc thì nó liền với khúc ruột quá mà Chúa cũng nói là tiền ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó, của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Nên chúng ta dâng hiến cho Đức Chúa Trời, dâng cho vương quốc thiên đàng thì lòng của chúng ta sẽ hướng về thiên đàng. Và chúng ta sẽ được phước, được phần thưởng mà thiên đàng ban cho. Và chúng ta phải là người trung tín, dâng 1/10 cách của dân và đủ mọi cách. Chúng ta luôn luôn ưu tiên hàng đầu trong việc nhà của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nắm giữ tài chính và khi Chúa cần, khi hội thánh cần, có điều gì đó mà chúng ta nắm giữ và chúng ta không dám ban ra thì chúng ta chưa phải là những người trung tín, chưa phải ưu tiên hàng đầu vào công việc nhà của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại mục sư Cho Dân Ghi ở Hàn Quốc, khi mà họ xây dựng nhà thờ lên đến tầng thứ 7 rồi
thì Hàn Quốc bị sụp đổ kinh tế, mục sư ông vỡ nợ và ông muốn tự tử nữa. Nhưng mà khi mà ông muốn tự tử như vậy thì có tư tưởng như vậy thì ông lại nghe tiếng phán của Chúa là gọi là hèn yếu. Chúa nói là một người hèn yếu. Thì ông giúp mình, ông trồi dậy thì ông đi ra nhà thờ thì ông thấy dân sự họ kéo họ bao quanh nhà thờ và nó là cứu mục sư chúng ta, cứu mục sư chúng ta. Và những người, một bà già dâng hiến đầu tiên một cái chén, một cái muỗng và một đôi đũa. Đó là một người không có gì hết của cả, chỉ là một cái chén, đôi đũa và cái muỗng thôi. Bà đã dâng hiến cho mục sư và sau đó mục sư không chịu lấy. Đó là bà dâng là bà lấy gì, bà ăn cơm. Bà nói tôi ăn bốc cũng được, mục sư không có lo. Và điều này nó cảm động một thương gia đã mua cái chén, cái muỗng và đôi đũa với 30.000 đô la. Và bắt từ đó thì dân sự của Chúa, người thì có sổ đỏ, người lại sổ tiết kiệm, sổ gì, tất cả mọi thứ sổ, bảo hiểm. À, họ dâng hết và họ đã thuê chung cư họ ở. Và đây là một điều mà chúng ta thấy vô cùng tuyệt vời. Và Chúa đã làm cho cái nơi đó gọi là cái nơi ổ chuột của Siôn trở thành một nơi rất giàu có và giàu nhất thủ đô Siôn của Hàn Quốc. Bởi vì lòng họ dâng hiến và không tiếc gì cho Đức Chúa Trời, không tiếc gì để mà xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. À, nên là họ được ban phước lại và Chúa đã làm cho họ trở nên giàu có vô cùng. Và bây giờ thì Hàn Quốc họ rất là giàu có, đứng thứ tư trong thế giới là chúng ta biết là giàu có mức độ nào. Nên chúng ta mạnh dạn, mạnh mẽ. Tôi có yêu người, tôi có yêu người không? Tôi có yêu những người chưa tin Chúa không? Tôi có yêu dân sự của Đức Chúa Trời không? Tôi có thể sống hòa hợp với người khác không? Chắc chắn là chúng ta biết được chính mình, phải không ạ? Mình đừng để ghen ghét nó bước vào đời sống của mình. Chúng ta chỉ yêu mà thôi. Yêu dân sự, yêu người chưa tin Chúa, yêu tất cả và sống với mọi người. Tôi có muốn từ bỏ mọi sự để theo Chúa không? Tôi có bằng lòng từ bỏ những thú vui bạn bè và những người thân yêu để đi bất cứ nơi nào để làm bất cứ điều gì cho Chúa không? Chúng ta thấy thật sự những cái câu hỏi này mà làm cho chúng ta cảm thấy hình như nó khó, phải không ạ? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta là người tốt, Chúa muốn chúng ta trở thành những người vĩ đại. Và khi chúng ta làm vì Chúa thì Chúa sẽ vì chúng ta và Ngài làm chúng ta trở thành những người rất là siêu nhiên, rất là vĩ đại. Và bao nhiêu người vĩ đại bởi vì họ sẵn sàng vâng lời Chúa và sẵn sàng hy sinh tất cả vì Chúa. Tôi có ý thức rằng điều này có nghĩa là được kêu gọi và điều kia có nghĩa là được sai đi không? À, Chúa kêu gọi và Chúa sai đi, chúng ta cần phải biết phân biệt. Có phải sự kêu gọi này là tạm thời không? Hai, sự kêu gọi kéo dài cả cuộc đời bạn. Có những cái sự kêu gọi tạm thời, nhưng mà có những cái sự kêu gọi suốt cuộc đời của mình. Chẳng hạn như là tôi nghĩ là tôi được, ban đầu thì Chúa kêu gọi tôi là một người truyền giáo để thiết lập hội thánh của Chúa. Rồi sau đó thì Chúa lại chuyển đổi tôi là trở nên một người trăng bày, là một sư trăng bày. Rồi sau cho đến bây giờ thì là giáo sư để dạy dỗ. Nên là ba chức vụ mà từ đầu tiên tôi bắt đầu học lớp trường tạc học. Lớp đầu tiên thì một tiên tri đã nói cho tôi điều đó rồi. Tôi thấy được ứng nghiệm hoàn toàn trong đời sống của tôi trong từ khi hầu việc Chúa cho đến bây giờ 30 năm rồi. Và cái chức vụ truyền giáo, chức vụ mục sư, giáo sư đã thể hiện rất là rõ nét. Nên chúng ta cần phải suy gẫm và cần phải biết được sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình. Tôi có tích cực tham gia vào các hoạt động của hội thánh địa phương không? Có nhiều người rất tích cực nhưng mà có nhiều người rất thờ ơ. Ai làm gì đó thì làm, còn mình cứ làm công việc của mình.
Như vậy thì khi chúng ta vào thiên đàng, chúng ta không có những cái phần thưởng, bởi vì Chúa chúng ta rất là công bình, ai làm nhiều thì ban cho nhiều, Chúa cho nhiều, và ai không làm thì Chúa cắt đi những gì mà đã có rồi đó. Chúa nói như vậy. Nên chúng ta cần phải tham gia vào trong việc hậu thánh để chúng ta có những cái phần thưởng ngay cả đời này và cả đời sau nữa. Tôi có sẵn sàng chờ đợi cuộc khâu nhân cho đến khi Đức Chúa Trời cho tôi thấy rõ cái sự lựa chọn của Ngài không? Tôi có sẵn lòng chờ đợi Chúa Trời, Đức Chúa Trời cho thì giờ Ngài cho phép tôi kết hôn không? Tôi có sẵn lòng kết hôn với người cùng có một sự kêu gọi và sẽ dấn thân vào công tác phục vụ không? Tôi sẵn lòng để một mình Chúa dẫn dắt theo ý muốn của Ngài, chứ không theo ý riêng của tôi, trong việc lựa chọn người bạn đời của mình và là người cộng tác trong công tác phục vụ không? Nó lên những anh chị em thanh niên mà chưa có chồng, chưa có vợ, thì chúng ta cần phải có thời giờ để Chúa chọn lựa, để Chúa sắp xếp cho chúng ta từ hôn nhân cho đến những người mà cộng tác phục vụ chung với mình. Nên phải để Thánh Linh hành động, để Thánh Linh làm việc, chứ không phải chúng ta chọn lựa, nhưng mà chính Thánh Linh của Chúa chọn lựa cho chúng ta. Tôi có thường chú ý đến những nỗi khổ, những cái sự khó khăn khi phục vụ Chúa, hay chú ý đến những phước hạnh và những sự đắc thắng trong việc phục vụ Chúa? Tôi có thường chú ý đến những nỗi khổ, những sự khó khăn khi phục vụ Chúa, hay là chú ý đến những cái phước hạnh và những cái sự đắc thắng trong việc phục vụ Chúa? Đó, mình để ý về cái gì thì chúng ta sẽ nhìn lại và chúng ta thấy. Nếu chúng ta vui vẻ sẽ phục vụ Đức Chúa Trời trong mọi phương diện, chúng ta chịu khổ, chịu đánh đập, chịu bắt bớ, chịu tù đày, nhưng mà chúng ta không có chú ý vào đó, bởi vì chúng ta chú ý đến Chúa, công việc mà Chúa giao cho chúng ta phải làm, mục đích mà Chúa giao chúng ta phải đến, và điều đó nó làm cho chúng ta giảm đi cái sự tủi nhục, rồi giảm đi cái sự cay đắng, rồi cho chúng ta nó vượt qua, nó tốt hơn. Chứ còn chúng ta chú ý vào cái sự đau khổ chúng ta chịu, chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta có thể dẫn đến cái sự cay đắng, buồn phiền, điều rồi thân đất Phật nó nhiều. Mà nếu chúng ta chú ý đến những cái việc đó, sẵn sàng chấp nhận những cái việc đó, thì điều đó tốt lành cho chúng ta. Gánh nặng của tôi có bao gồm từng quốc gia, từng thứ tiếng, từng dân tộc không? Tôi có quan tâm lo lắng cho cả thế giới không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời đó. Mình có những gánh nặng nào cho dân tộc của mình, cho đất nước của mình, hay là cho cả thế giới này không? Chúng ta như thế nào? Bởi vì khi chúng ta cưu mang thì chúng ta sẽ đến đó. Nếu chúng ta cưu mang cả thế giới thì chúng ta sẽ đi khắp nơi trên thế giới. Nếu chúng ta chỉ cưu mang xung quanh khu vực của chúng ta mà thôi thì chúng ta sẽ đi quanh quanh đây thôi. Chúng ta sẽ không nói tới những cái việc xa hơn. Nên là chúng ta cần có những ý tưởng, có những sự cưu mang. Tôi có xem sự hầu việc Chúa là sự kêu gọi cao cả nhất không? Nếu chúng ta thấy rằng công việc làm ăn là số 1, công việc Chúa thì chỉ là thứ yếu mà thôi. Để như vậy thì chúng ta không để cái việc mà kêu gọi phục vụ Chúa là cao cả nhất, thì chúng ta bị sai lệch. Tôi có cầu xin Chúa cũng kêu gọi con cái tôi vào chức vụ hầu việc không? Nói như Giô-sê, tôi và nhà tôi sẽ phục vụ Đức Giê-hô-va vậy đó. Tức là những người hầu việc Chúa, kinh nghiệm Chúa rồi, thì ai nấy đều muốn con cái của mình, tất cả những người trong nhà của mình để phục vụ Đức Chúa Trời. Bởi vì phục vụ một đấng tối cao thì vô cùng hãnh diện, vô cùng vinh hiển, lớn lao vô cùng. Nên là những người kinh nghiệm trong việc phục vụ Chúa, kinh nghiệm về chính Chúa đó, thì họ
ước ao điều đó. Nên đời sống của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Bởi vì có những con người thì những đứa con học giỏi rồi thông minh, họ cho học kỹ sư hay là bác sĩ gì đó. Còn những đứa mà bình thường thì cho là mục sư. Như vậy thì ở đây thì họ không có ưu tiên hàng đầu trong việc nhà của Đức Chúa Trời, và họ không thấy được cái sự kêu gọi hầu Chúa là cao trọng, số một hàng đầu. Tôi có cầu xin Chúa cũng kêu gọi con cái Chúa vào chức vụ việc không? Chúa Giê-xu có phải là chủ của cuộc sống tôi không? Có phải ý muốn của Ngài là sự ao ước duy nhất của lòng tôi không? Tôi có bằng lòng từ bỏ bất cứ ý nghĩ nào hay khuynh hướng thối lui nào không? Sự kêu gọi của Chúa có phải ảnh hưởng trên cả cuộc đời tôi không? Mình có sẵn sàng từ bỏ tất cả bất cứ suy nghĩ nào hay là khuynh hướng thối lui nào, mình bằng lòng từ bỏ tất cả những ý tưởng đó không? Bởi vì khi Chúa kêu gọi là Chúa nói ai muốn theo ta hãy liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Nên theo Chúa là vô cùng cao cả, vô cùng lớn lao, đặc biệt vô cùng. Nên Ngài kêu gọi chúng ta là cần phải từ bỏ tất cả đó, từ bỏ chính mình luôn để phục vụ Chúa. Nếu mà cái công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta làm mà nó quá bé nhỏ và không ra gì thì chúng ta nghĩ sao? Chúa không có nói là chúng ta cần phải từ bỏ tất cả mọi sự để mà theo Chúa đâu. Bởi vì công việc nó quá nhỏ, nó không có lớn lao gì, thì Chúa đâu cần phải bảo chúng ta phải từ bỏ tất cả. Nhưng mà công việc cứu người là công việc vô cùng lớn lao. Công việc mà cao cả và phải đặt hàng đầu. Bởi vì nếu chúng ta đi ngang qua một cái nơi mà thấy một người chết đuối đang kêu cứu dưới sông hay là dưới suối, thì chúng ta có bỏ tất cả mà chúng ta nhảy xuống mà để cứu người đó hay không? Đương nhiên là tôi thấy tất cả mọi người có thể nhìn thấy và họ bỏ tất cả mọi việc để mà họ chú tâm vào cái người đang nửa chết nửa sống ở dưới nước, họ có thể cứu người đó lại bằng cách của họ. Cảm ơn Chúa. Đây là những câu hỏi hay, bốn câu hỏi chúng ta cần phải suy gẫm để biết được chúng ta là những người được cứu rỗi. Rồi chúng ta sẽ đến chương thứ hai, đó là những dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Qua những câu hỏi chúng ta biết được chúng ta là người được Chúa chọn lựa, người được Chúa kêu gọi. Bởi vì cái địa vị của chúng ta nó có từ thấp cho đến cao. Từ thấp cho đến cao, chứ không phải là bước đầu là Chúa kêu gọi chúng ta bước vào là một sự liệu. Không phải như vậy. Một mục sư thì chúng ta cần phải học. Chúng ta nhớ là những cái chức vụ á, tiên tri hay là sứ đồ, rồi nhà truyền giảng phúc âm, mục sư và giáo sư, năm chức vụ năm mặt này thì cần phải học. Bởi vì ân tứ chức vụ là chúng ta cần phải học, cần phải được huấn luyện, cần phải được đào tạo, chứ không phải như là các ân tứ thuộc linh. Các ân tứ thuộc linh chúng ta không cần phải học, tiếng lạ chúng ta không cần phải học, là nói tiên tri hay là làm phép lạ, là ân tứ đức tin. Những ân tứ này không phải là chúng ta cần phải học, nhưng mà khi Chúa cho là chúng ta làm được ngay, và sau đó thì chúng ta có thể suy gẫm kinh thánh để chúng ta biết những cái ân tứ là Chúa cho như thế nào, mà chúng ta có thể học lại để hiểu biết cho nó vững vàng hơn. Nhưng mà tất cả các chức vụ thì chúng ta cần phải học để có kỹ năng để mà chúng ta phục vụ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 7-9 thì nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan,
Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chúng ta thật sự là lạ lùng vô cùng, bởi vì chúng ta biết rằng Ngài chọn những con người như là Phi-rơ mà ông trở nên một sứ đồ, mà người ta nhìn qua ông thì họ nói rằng là những người này dốt nát không học, nhưng mà đã từng ở với Chúa Giê-xu. Chúa chúng ta huấn luyện 12 sứ đồ, 70 môn đồ, rồi cuối cùng là chúng ta biết là còn lại 120 môn đồ ở phòng cao đó, là những người được huấn luyện, là những người được dạy dỗ. Và trong mọi từng tầng lớp, quan trọng là tấm lòng của người đó yêu mến Chúa, sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời, biết được sự kêu gọi của Chúa, biết mục đích mình phải làm, biết mình là ai trước mặt Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ sử dụng người đó, dù không học cũng làm cho người khôn ngoan hổ thẹn. Thế mà những người yếu làm cho người mạnh vẫn hổ thẹn. Rồi đã chọn những người thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không. Chúa sẽ làm cho người giàu có ra tài không, mà Chúa sẽ làm cho những người nghèo khó trở nên giàu có. Các việc mà Đức Chúa Trời có thể làm được tất cả mọi sự. Nên chúng ta không ngại gì trở thành một người của Đức Chúa Trời hay là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng. Cái chương này giúp bạn không tự ti, mặc cảm khi Chúa kêu gọi bạn. Tất cả những gì khi Ngài muốn thì một con người hay một vật dụng khi đã ở trong tay của Đức Chúa Trời rồi thì đều trở nên vô cùng quyền năng và kết quả theo ý muốn của Chúa. Vậy nên khi bạn đã xác định sự kêu gọi của Chúa rồi thì hãy yên lòng dâng mình cho Chúa. Hãy yên lòng dâng mình. Amen. Sau đây là những dụng cụ bất thường. Phần A, đó là chiếc tàu của Noe. Anh chị em, tôi đã gửi cái bài học cho anh chị em rồi. Ai chưa có thì nhắc tôi sẽ gửi cho anh chị em. Khi anh chị em học thì anh chị em có thể mở ra, hay là anh chị em có thể mà ra cái chỗ in đó, người ta sẽ in ra cho anh chị em. Chúng ta có một cái tập sách, có một cái cuốn sách để chúng ta có thể mở ra chúng ta học thì nó tốt cho đời sống chúng ta có thể coi trước. Và khi học xong thì chúng ta có một cuốn sách để lại, để rồi chúng ta lưu lại. Đó là điều tốt cho chúng ta. Chiếc tàu của Noe. Chiếc tàu là vật do con người làm ra, đóng bằng gỗ gô phê, lấy dầu chai két bên trong lẫn bên ngoài, nhưng lại không có buồm, không có bánh lái, hai dụng cụ để mà điều khiển chiếc tàu. Điều duy nhất có thể nói về dụng cụ bất thường này là nó có thể nổi được và có đủ chỗ chứa cho nhiều loài vật và gia đình Noe được cứu khỏi cơn nước lụt. Từ sáng thế kỷ đoạn 6 đến đoạn 7, đoạn 8 thì chúng ta thấy được tàu Noe. Chúa không nói rằng là hãy lập bánh lái, phải không? Không có buồm, phải không ạ? Điều duy nhất có thể nói là dụng cụ bất thường này có thể nổi được và có đủ chỗ ở cho nhiều loài vật mà Noe đem vào và cả gia đình của ông. Đây là một dụng cụ bất thường. Chúng ta thấy như vậy. Rồi, chúng ta bước vào cái dụng cụ thứ hai. Cây gậy của người chăn chiên. Cây gậy là dụng cụ nghề nghiệp của người chăn chiên. Nó dùng để sửa trị những con chiên đi lạc, hay là dùng để cứu những con chiên bị rơi xuống hố
hoặc ở trên các vách núi đá. Và ở đây chúng ta thấy là Chúa hỏi Môi-se, trong tay ngươi có vật gì? Xúc động bóng câu 2. Loại dụng cụ rất tầm thường này sau khi dâng cho Đức Chúa Trời trở thành dấu hiệu của uy quyền của Đức Chúa Trời trong công tác hầu việc Chúa của Môi-se. Cây gậy bình thường thôi, chỉ là chăn chiên thôi, nhưng mà vào tay của Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy được rất là quyền năng, rất là tuyệt vời. Con tàu Noe, cây gậy, chăn chiên, Chúa muốn nói lên những cái dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời, dù những cái dụng cụ đó là vô tri, Chúa cũng sử dụng rất là quyền năng. Hướng gì là chúng ta là con người được Chúa sử dụng, trở nên dụng cụ của Đức Chúa Trời, được Chúa sử dụng, chúng ta có sự khôn ngoan, có sự hướng dẫn của Thánh Linh Đức Chúa Trời thì nó tuyệt vời biết chừng nào, phải không ạ? Rồi dụng cụ thứ ba đó là bằng đá. Bằng đá. Chúng ta xem ở đây. Tìm nước nơi bằng đá là điều không thể xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời lại bảo Môi-se đập vào bằng đá. Trong suốt đoạn 17 từ câu 5 đến câu số 7. Một lần khác Chúa lại bảo Môi-se nói với hòn đá. Trong Dân số ký đoạn 20 từ câu 7 đến câu số 11. Nhưng thay vì lời nói, Môi-se lại đập vào bằng đá. Một lần nữa nước vẫn chảy ra làm cho cả đoàn dân và gia súc được đỡ khát, đã khát. Vì sự không vâng lời này, Môi-se không được vào đất hứa trong việc đập vằn đá lần thứ hai. Môi-se đã làm hỏng cái mẫu mực về đấng Christ là vằn đá muôn đời chỉ vẽ đập một lần vì cớ tội lỗi của dân chúng. Trong Hebrew đoạn 9 câu 28 hay là đoạn 10 câu 10. Chúa chỉ chết một lần đủ cả chứ không phải là hai lần. Vì công tác tại thập tự giá đã hoàn tất nên chúng ta có đặc ân được nói với Ngài trong việc tuyên xưng đức tin và nhận sông nước hằng sống tuôn tràn. Vậy chúng ta hãy giản dị đến gần cái ngôi ân phước để nhận sự thương xót và tìm ân điển trong thời giờ có cần, nghĩa là trong lúc mà có nhu cầu đó. Trong Hebrew đọc 4 câu 16. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúa có thể sử dụng vòng đá để cho dân sự đại. Và chúng ta nhớ rằng là trong cô tôi nhất đoạn 10 nói về vòng đá đó là Chúa Giê-xu. Nó rõ vòng đá đó chính là Chúa Giê-xu. Nên là Mô-xê, ông đập hai lần như vậy là sai. Lần đầu tiên là Chúa bảo đập, nhưng mà lần sau là bảo nói. Nhưng mà ông là đập hai lần. Nó sai trật. Bởi vì cái hình bóng, cái bóng của thời cựu ước là cái hình thật. Cái hình thật chính là Chúa Giê-xu, và cựu ước là những cái bóng mà thôi. Và hình thật đó chính là Chúa Giê-xu. Và nếu mà sai đi thì nó làm cho cái hình bóng của Chúa Giê-xu nó không có tốt. Rồi con rắn bằng đồng. Con cái Israel đang bị chết vì tai họa rắn cắn do việc họ lầm bầm. Dụng cụ mà Đức Chúa Trời dùng để giải cứu họ là một con rắn bằng đồng treo trên cây sả. Trong Dân số ký đoạn 21 từ câu 5 đến câu số 9. Tượng trưng cho đấng Christ, đấng mang tội lỗi của chúng ta. Trong Dân đoạn 3 từ câu 14 15 đó, xưa Môi-se treo con rắn ra đồng vắng thể nào thì con người cũng bị treo lên thể ấy. Hầu hết ai tin hãi thì được sự sống đời đời. 700 năm sau, con rắn bằng đồng này trở thành hình tượng để thờ lại. Nên vua Ê-xê-chia đã phá hủy người bẻ gãy con rắn bằng đồng mà Môi-se đã làm, vì cho đến khi ấy dân Israel xông hương cho nó. Trong các vua thứ nhì, đoạn 18, câu số 4. Con người thì dễ dàng thờ lại
hình tượng, trong tâm trí của con người, tấm lòng của con người luôn luôn muốn thờ lại hình tượng. Và từ trong tâm trí của họ, suy nghĩ của họ và ra những cái hình tượng họ thờ lại. Và người của Đức Chúa Trời rồi thì thấy con rắn bằng đồng nó, khi họ nhìn lên con rắn bằng đồng nó thì họ được giải phóng ra khỏi sự chết, khỏi bị rắn cắn, thì họ là thờ lại con rắn bằng đồng. Nhưng mà con rắn đó chỉ là hình bóng của Chúa Giêsu chúng ta, chứ không phải là để thờ lại. Những dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời bao gồm những đầy tớ của Ngài. Khi Ngài sử dụng xong chiếc bình, Ngài liền nó đi. Còn khi Ngài sử dụng các đầy tớ của Ngài, thì Ngài rước họ về nhà đời đời để họ ở mãi bên Ngài. Những cái vật dụng, những cái gì vô tri, vật chất, Ngài dùng xong Ngài quăng. Nhưng mà có người thì Ngài dùng rồi sau đó thì Ngài rước các đại tớ về Ngài, ở với Ngài đời đời. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cần phải hiểu được, là chúng ta cần được sử dụng trở thành một công cụ trong tay của Đức Chúa Trời của chúng ta. Khe nước, con quạ, người đàn bà quá, bình dầu, thùng bột chẳng hạn. Ở đây Eli ở trong cái chỗ mà Đức Chúa Trời bảo ông, và trong thời điểm của Ngài. Cạnh khe Kerit, ông học tập đời sống đức tin dành cho một con người. Chính mình ông, con quạ nuôi ông tại khe nước. Sau một thời gian khe nước khô cạn, ông nhận được những sự dạy dỗ mới từ nơi Chúa. Ta truyền cho một người đàn bà quá lo nuôi ngươi. Trong các vua thứ nhất đoạn 1, đoạn 17. Đây là mỗi bài học đức tin dành cho những ai khao khát muốn đồng đi với Đức Chúa Trời đều phải trải qua những cái bài học này trước khi được sử dụng để bày tỏ quyền năng phép lạ. Trong nhà của người đàn bà quá này, tiên tri Eli học một bài học đức tin, tin cậy Đức Chúa Trời cho ba người. Chính ông, bà quá và con trai bà, ông được chuẩn bị để tin cậy Đức Chúa Trời cho toàn thể dân tộc. Chúng ta thấy cái chỗ này, khe nước, con quạ, người đàn bà quá, bình dầu, bột, và chúng ta nhớ đến tiên tri Eli. Được gọi là từ khe Kerit cho đến núi Cạc Mên. Ban đầu thì Đức Chúa Trời đưa ông đến khe Kerit. Ông dùng quạ, Chúa dùng quạ để nuôi ông. Hằng ngày ông uống nước khe. Rồi sau khi khe nó hết nước thì ông tiến đến một bậc cao hơn, đó đến người đàn bà quá Sarepta. Ở đây thì Chúa nói là Chúa dùng người đàn bà quá nuôi ngươi. Bởi vì chúng ta thấy được rằng là người đàn bà quá này nuôi Eli, phục vụ Eli. Và người đàn bà quá này chỉ còn chút bột, chút dầu thôi, là hai mẹ con ăn xong rồi chết. Nhưng mà Chúa dùng bà này để nuôi Eli, bởi vì bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Bà có đức tin nơi Đức Chúa Trời, nên Chúa dùng bà để nuôi Eli. Đức Chúa Trời nói như vậy. Và chúng ta thấy được rằng là ông kinh nghiệm một mình ở trong khe Kerit, rồi bây giờ kinh nghiệm ba người được Chúa nuôi dưỡng đầy đủ trong những năm đói kém này. Rồi con người đàn bà quá này chết thì ông cầu nguyện và nó đã sống lại. Ông đã kinh nghiệm những cái phép lạ, từ cái phép lạ nhỏ đến phép lạ lớn hơn. Và ông đến núi Cạc Mên là đối diện với 450 tiên tri ba anh Ác-tạc-tê, đối diện với vua Ahab. Và chúng ta thấy được rằng là có một mình ông thôi, và ông là lập lại bàn thờ, ông dâng của lễ thiêu, đổ nước đầy ướt hết, và ông cầu nguyện xin lửa từ trời giáng xuống. Thì lửa từ trời giáng xuống thì dân Israel la lên rằng là
Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Hồi xưa người họ không có lửa từ trời giáng xuống, không có tiên tri Eli, họ cứ nghĩ là ba anh là Đức Chúa Trời, rồi Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời. Họ thờ cách lộn xộn, họ hai hàng, họ hai hàng. Nên Eli kêu gọi rằng là nếu mà ba anh là Đức Chúa Trời thì hãy theo hắn, mà nếu Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của tôi thì hãy theo ngài. Họ đi dẹo hai bên. Nhưng mà qua một tiên tri thì chúng ta thấy được rằng là dân sự trở lại cùng Đức Chúa Trời. Amen. Nên là Chúa muốn chúng ta từng bậc kinh nghiệm những cái phép lạ nho nhỏ, kinh nghiệm riêng cho mình, rồi kinh nghiệm cho người khác nữa, rồi kinh nghiệm việc lớn lao hơn. Trên núi Cạc Mên là vô cùng lớn lao. Cả nhà vua, cả các tiên tri ba anh Ác Thạc Tê và dân chúng ở đó rất là đông đảo nữa. Nên họ được trở lại của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta thấy những điều tuyệt vời mà Đức Chúa Trời sử dụng. Rồi cái áo tơi của Eli, chúng ta xem. Cái áo của Eli chỉ là một biểu tượng bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Elise ước ao quyền năng của Chúa giáng trên ông bội phần, tức là gấp đôi đó. Và sự khao khát của ông trở thành hiện thực khi chiếc áo của Eli rớt xuống trời nào. Chúng ta biết rằng là những tiên tri có những cái chiếc áo. Họ mặc cái chiếc áo đó thì mọi người biết họ là tiên tri rồi. Những người tiên tri họ mặc áo thì mọi người thì biết đó là tiên tri của Đức Chúa Trời. Họ có cái bộ áo riêng. Chúng ta chờ một xíu. Bị tắt lại. Khi đã qua xong thì Eli nói với Elise, hãy xin điều con muốn ta làm cho con trước khi ta được đem lên khỏi con. Elise thưa rằng, xin thần của thầy giáng trên con bội phận. Eli nói, con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta lúc con được đem lên thì sẽ được như thế, nếu không thì không được. Trong khi họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì có một chiếc xe bằng lửa và các ngựa lửa phân rẽ hai người. Rồi Eli lên trời với một cơn gió lốc. Eli xe nhìn thấy thì kêu lên, cha của con ơi, cha của con ơi, xe và ngựa chiến của Israel. Rồi ông không còn thấy thầy mình nữa, ông nắm áo mình sẽ ra và sẽ ra làm hai. Elise nhặt cái chiếc áo tròn từ Eli rơi xuống, ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đanh. Rồi ông lấy chiếc áo tròn từ Eli rơi xuống đó, đập xuống nước và nói, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi Eli đập cái chiếc áo xuống nước có thể nước rẽ ra làm hai và ông đi ngang qua. Trong các vua thứ nhì đoạn 2 đó, câu 9 đến câu số 14. Như vậy thì chúng ta thấy được một chiếc áo thôi, nhưng mà Chúa sử dụng, Chúa sức giàu rất là quyền năng. Một người thầy để lại cho trò chiếc áo, và chiếc áo đó Đức Chúa Trời sức giàu, Đức Chúa Trời sử dụng. Để rồi cái người mà thừa kế đó mặc cái chiếc áo đó vào, hay là sử dụng chiếc áo đó, thì quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Và ở đây chúng ta thấy được Elise đã qua một cuộc thi chức vụ. Một cuộc thi chức vụ. Ông cứ đeo theo thầy của mình. Dù thầy của mình nói rằng là ngươi ở lại, ngươi ở lại đây đi, ta sẽ đi đến Ginh-ganh, ta sẽ đi đến Jericho, ta sẽ qua sông Giô-đanh. Nhưng mà ông nói là
Ấy danh Đức Chúa Trời mà thề rằng là con không lìa xa khỏi thầy. Bởi vì lòng ông ước ao một cái điều, đó là thần của Eli sẽ cảm động ông gấp đôi. Nhưng mà ông không có thể nói được. Ông chỉ biết phục vụ thầy của mình mà thôi. Nhưng mà bây giờ thầy của mình sắp về thiên đàng ở trên kia rồi. À, thì ông cứ bám theo thầy của mình. Cái điều quan trọng thứ nhất là phục vụ thầy của mình. Phục vụ thầy của mình, bảo vệ thầy của mình. Ông làm hết mình. Nhưng mà khi qua sông Giô-đanh rồi đó, thì chúng ta thấy được là Eli bắt đầu mới mở ra. Nó mở ra cho Elise đó rằng là con muốn ta làm gì cho con. Là giờ này là giờ là cơ hội mà Eli mới tỏ bài. Elise mới tỏ bài cho thầy mình biết rằng là cái lòng của mình muốn thần của thầy cảm động gấp đôi. Và Elise nói rằng, Eli nói rằng cái việc ngươi xin rất là khó. Nhưng mà nếu ngươi thấy ta được cất lên thì ngươi sẽ được, mà bằng không thì không được. Đây là một bài thi chức vụ. Và chúng ta thấy là hai người đang đi đó, xe lửa rẽ hai người ra, rồi Eli được cắt lên trời bằng một cơn gió lốc, chứ không phải là xe lửa người lửa nha. Eli được cắt lên trời với một cơn gió lốc. Và Elise nhìn thấy Eli. Chúng ta thấy chỗ này, mà nếu mà Elise mà nhìn theo cái xe lửa ngựa lửa thì chắc chắn là rớt rồi đó. Nhưng mà ông nhớ là thầy dặn là nếu mà ngươi nhìn thấy ta được cắt lên á, thì ngươi được, mà không thấy là không được. Nên là ông chú tâm đến thầy của mình, chứ không có chú tâm đến cái gì đẹp đẽ như là xe lửa ngựa lửa. Ông thấy đó, ông kêu lên đó, nhưng mà chú tâm vào thầy của mình liền. Không để cho xe lửa ngựa lửa hay là cái cảnh là lúc đó nó chi phối đời sống của mình. Và ông nhìn vào thầy của mình cho đến khi không còn thấy được nữa. Và ông thấy được cái áo thầy của mình rớt xuống. Và cảm ơn Chúa, ông đã nhận chiếc áo đó. Và ông đã bắt đầu chức vụ. Và một phép lạ đầu tiên xảy ra đó là sông Giô-đanh đó rẽ ra và ông đã ra đi. Đi qua bên bệnh kia. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta tiếp tục một công cụ nữa là một thiên sứ, một trận động đất. Đức Chúa Trời đã dùng một thiên sứ để giải cứu Phi-rơ khỏi những lính ghét và nhà tù. Vì sao Chúa lại dùng một trận động đất để giải cứu Phao-lô và Si-la trong cái trại giam của thành Philip? Thình lình một thiên sứ của Chúa xuất hiện và ánh sáng chiếu trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn của Phi-rơ, đánh thức ông và nói: hãy mau trỗi dậy, chiền rớt ra khỏi tay ông. Thình lình có cơn động đất lớn đến nỗi các nền ngục rung động, lập tức tất cả các cửa bỏ tung, xiềng các tù nhân đều rớt ra cả. Trong Công vụ đồng 16 câu 26. Chúa dùng thiên sứ, Chúa dùng một trận động đất. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta tiếp phần hát, đó là một cái giỏ. Đối với một người tiên Chúa, Sao-lơ thành tạc sơ được giải cứu bằng một dụng cụ rất đặc biệt, đó là một cái giỏ. Sau nhiều ngày, người Do Thái lập mưu giết Sao-lơ, nhưng có người báo tin cho Sao-lơ biết âm mưu của họ. Họ canh các cổng thành cả ngày lẫn đêm để giết cho được Sao-lơ. Nhưng ban đêm, các môn đồ lấy cái thúng đó dòng ông xuống ngoài vách thành. Trong Công vụ đăng chiến câu 3-35, 25 năm sau sứ đồ Phao-lô nhắc lại kinh nghiệm này, ông nói: tại Đa-mát, viên tổng đốc thuộc quyền vua Areta cho canh giữ thành Đa-mát để bắt tôi, nhưng tôi đã được dòng xuống trong một cái thúng từ một cửa sổ dọc tường thành, và tôi đã thoát khỏi tay ông ta. Trong Côn Tô thứ nhì đoạn 11:32-33. Cái giỏ, cái thúng đó cũng đem lại cái sự giải cứu, một như một thiên sứ hay là một cơn động đất. Từ một cái giỏ, Phao-lô rút ra một kinh nghiệm để làm công tác đặc biệt của mình. Ông nhắc nhở điều đó là một sự hạ mình tột độ của ông.
Mỗi người hầu vì Chúa cần có những kinh nghiệm vượt qua vách tường bằng cái giỏ chẳng hạn. Đừng coi thường những cái vật dụng tầm thường mà chúng ta dùng để giải cứu bạn trong lúc có cần. Vậy kinh nghiệm của bạn là gì? Một La Mã, một con lừa bị cột, chưa ai cởi. Và một con vật tầm thường dùng để làm phương tiện chuyên chở của người nông dân đã được Chúa Giêsu dùng để làm ứng nghiệm lời tiên tri của Chúa. Nói là Chúa cần dùng nó. Con lừa này có được vị trí trong mục đích cao cả của Đức Chúa Trời chỉ sau khi nó được mở trói, được đem đến với Chúa Giêsu, những chiếc áo được phủ lên nó và nó được vua của các vua cởi lên. Trong Luca đoạn 19 câu 9-38. Cũng vậy, Đức Chúa Trời có thể dùng những con người chưa được huấn luyện trong mục đích cao cả của Ngài, với điều kiện họ được cởi trói, có ách nô lệ, tội lỗi, được đem đến với Chúa Giêsu, được phủ lên bằng cái áo công bình của Ngài, và Chúa Giêsu được tôn cao trên tất cả. Nên nhớ, người ta chỉ ca tụng Chúa Giêsu chứ không ca tụng con lừa. Chúng ta biết điều này. Khi Đức Chúa Trời sử dụng một công cụ luôn luôn vì sự vinh hiển của Ngài chứ không bao giờ vì sự vinh hiển của dụng cụ. Đức Chúa Trời quan tâm đến con người nhiều hơn những vật vô tri hay là loài vật. Ngài mong muốn đặt bất cứ cá nhân nào vào sự điều khiển hoàn hảo của Ngài, vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Trong Sử Ký thứ nhì, 16 câu 9. Cảm ơn Chúa thì chúng ta bước vào trong cái bài học này thì chúng ta thấy được rằng là những cái dụng cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng, bất cứ dụng cụ nào, dù là vật vô tri hay là một con vật hay là một tảng đá hay là một cây gậy hay là một con người hay là một trận động đất hay là khe nước con quạ, thì khi mà Đức Chúa Trời sử dụng thì chúng ta biết được rằng là nó trở thành một vật rất là quyền năng trong tay của Đức Chúa Trời. Ở quý ông bà, tất cả anh chị em chúng ta, là chúng ta không tự ti mặc cảm đến chính đời sống của mình, dù chúng ta dốt nát không học, dù chúng ta không có gì cả, dù chúng ta trở thành tệ nạn xã hội, không ra gì trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi Ngài chọn lựa, Ngài sử dụng chúng ta, thì chúng ta trở nên một công cụ đắc lực cho Đức Chúa Trời, trở nên một công cụ mà quyền năng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta trở thành những con người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta nhớ rằng là những con người thì Đức Chúa Trời chú tâm vào. Khi Ngài sử dụng đời sống của chúng ta, Ngài ban thưởng cho chúng ta ngay cả đời này, rồi Ngài ban thưởng cho chúng ta cả đời sau. Và quan trọng, điều vô cùng tốt lành nhất, đó là chúng ta ở với Chúa luôn luôn trong cái cõi đời đời, trong tương lai khi kết thúc thế gian này. Khi tòa trung thẩm kết thúc thì chúng ta được ở trong cõi đời đời, ở mãi với Chúa. Tất cả những vật dụng Chúa có thể sử dụng rất là quyền năng, có thể là một cái thúng để cứu một đời sống, một sứ đồ, một con người nhỏ bé, một con người bắt bớ Chúa, tàn hại hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sử dụng trở thành sứ đồ, trở thành những con người mà phục vụ, mà thiết lập rất là nhiều hội thánh, nhiều nơi, nhiều chỗ, mà trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Thì chúng ta hãy cứ để cho Đức Chúa Trời chọn lựa, kêu gọi chúng ta, và chúng ta biết được sự chọn lựa, sự kêu gọi, chúng ta kinh nghiệm được cái sự tái sanh, chúng ta kinh nghiệm được bắp tay trong Đức Thánh Linh, sự đầy dạy Đức Thánh Linh, và chúng ta kinh nghiệm được rất là nhiều phép đã xảy ra trong cuộc đời của mình, và Chúa đã làm những công việc nho nhỏ trong đời sống của mình, rồi Chúa làm việc lớn hơn nữa, Chúa làm việc lớn hơn nữa, Chúa sẽ nâng chúng ta lên tầng cao hơn nữa, cho đến khi
gọi là lên chốn cao hơn. Lên chốn cao hơn. Chúng ta không thể nào mà trở thành một nhà truyền giảng vĩ đại khi chúng ta chưa trở thành một chứng nhân cho một người, hai người, năm ba người và mười người, và thêm lên. Chúa luôn luôn cho chúng ta bước từng bước một, bước cấp cao hơn nữa và dần dần cao hơn nữa, và chúng ta sẽ trở thành những người trưởng thành. Cảm tạ Đức Chúa Trời. Tôi tin chắc rằng mỗi một đời sống của quý bà anh chị em sẵn sàng là những dụng cụ trong tay của Đức Chúa Trời. Hãy để cho Đức Chúa Trời sử dụng chúng ta. Chúng ta hãy hãnh diện, hãy sẵn sàng dâng cả cuộc đời mình để Đức Chúa Trời sử dụng đời sống của chúng ta để làm việc cho ai đó. Và chúng ta nhớ là chúng ta là công cụ mà Chúa sử dụng. Nên chúng ta không có phàn nàn, chúng ta cũng không lầm bầm, bởi vì chúng ta là công cụ của Chúa để Ngài sử dụng. Thì Ngài sử dụng trong việc hèn, việc sang, việc như thế nào thì chúng ta cứ làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Hãy vui thỏa hết lòng mà làm theo ý của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không than thở, chúng ta cũng không có buồn rầu, chúng ta nhất là chúng ta không có lầm bầm, nhưng mà hết lòng mà làm bất cứ việc gì thì làm cho Chúa. Amen. Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa, ban phước cho mỗi gia đình, mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta. Chúng ta kết thúc cái bài những đồ hỏi của người hầu việc Chúa trong chương 2. Tiếp tới thì chúng ta sẽ thứ sáu tuần sau chúng ta sẽ học chương thứ 3. Ở giờ này xin mời cô Xuân đó rồi nè. Cô Xuân có ở đây không? Dạ em đây, nhưng mà máy của em không nghe được cái gì luôn ạ. Cái dí sát tai này mới nghe được này. Phải đeo tai rồi. Không phải đâu ạ. Tại vì nó đang to, tiếng nó đang rất là to mà tự nhiên giờ không có nghe được cái gì hết luôn. Em nghe thấy câu, em chỉ nghe được khúc đầu thôi, sau không nghe được, tự nhiên tiếng nó cứ nhỏ dần là nhần mất luôn. Em không nghe được câu gì luôn nãy giờ. Phải giải cứu nó thôi. Chắc nó muốn thay iPhone 13 rồi. Giải cứu điện thoại hay là thay mới luôn cho rồi. Dạ em rồi, rất là muốn, tại vì những cái dòng cái bài cuối từ cái chỗ cây gậy Môi-se, từ cái chỗ mà con chim, con quạ với cả Eli á, là từ lúc khúc đấy là em không nghe một cái gì hết luôn. Từ khúc đó em nghe, em chưa sót bỏ một sót một cái câu nào hết, nhưng mà không nghe được, rất là nhỏ luôn. Cố gắng lắng nghe em nghe được. Xin lỗi để cho người khác cầu nguyện. Hôm nay em rất muốn nhưng mà không nghe được cái gì để mà cầu nguyện luôn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tìm đủ mọi cách ha. Rồi xin mời chú Mạnh dâng lời cầu nguyện nha. Dạ. Thầy Lê Tấn Mạnh. Chúng ta hiệp chung với thầy Lê Tấn Mạnh cầu nguyện cho bài học. Alleluia, chúng con ngợi khen, tôn cao chúc tụng danh Ngài. Danh Ngài chí cao, chí thánh, chí thiện, chí tôn. Chúa toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn thiện, toàn mỹ. Chúa chân từ, thành tín, công bình, chậm giận, thánh khiết, giàu ơn. Hay chân sót, hay chân chúng giảng hòa. Alleluia, tất cả chúng con và thánh chúng con ngợi khen Chúa, tôn cao danh Ngài. Vì Ngài vẫn đổ tình thương xuống chúng con. Ngài vẫn đổ ân sủng Ngài xuống chúng con. Ngài vẫn theo dõi chúng con. Ngài vẫn bảo tồn chúng con trên đất này. Tạ ơn Ngài. Và Ngài cứu rỗi chúng con cho đến khi chúng con được tái sử dụng. Và không những Chúa cứu linh chúng con mà cứu cả phần hồn, phần thân thể chúng con nữa. Và Ngài muốn sử dụng chúng con. Tạ ơn Ngài. Vì thông qua những vật dụng, qua cái bài học, con biết rằng Ngài thánh hóa tất cả những vật dụng để thông qua đó thể hiện quyền năng lớn lao của Chúa và vì công việc của nhà Ngài. Tạ Chúa, chúng con biết rằng Ngài cũng sử dụng chúng con là những tạo vật quý báu của Ngài. Alleluia! Những tạo vật mà Ngài yêu mến nhất. Chúa muốn đời sống của loài người được cứu rỗi trước khi vua ngự đến. Tạ ơn Ngài, tất cả con dân chúng con trên đất này đều phải là trong sạch, an năng, phải biết về Chúa, cho nên tin lành sẽ đồn ra khắp đất.
khi vương quốc của Ngài đến. Tạo Chúa, chúng con biết rằng là những cái vật vô tri mà Chúa sử dụng thì tỏ ra quyền năng và đạt ý muốn của Chúa, thì chúng con đây, Chúa ơi, chúng con một ngày xa đi, chúng con sẽ sẽ được Chúa bảo vệ, Chúa được thánh hóa chúng con, Chúa ban chúng con quyền năng, uy quyền của Ngài khi chúng con sống trên đất này, và Chúa cũng ban cho chúng con quyền năng để rao truyền lời của Ngài nữa. Tại Chúa qua bài học này chúng con biết rõ điều đó, và nguyện tất cả những điều Chúa đã dẫn dạy chúng con qua tôi tới Ngài được trồng, tất cả được trồng trong tấm lòng của chúng con. Tại Chúa, hallelujah. Chúng con biết ơn Ngài vì buổi tối hôm nay Chúa Thánh Linh của Ngài đã ở với chúng con, ở trong chúng con, Chúa Giêsu ở bên chúng con và Đức Chúa Trời ở trên chúng con, và Ngài đã ban lời của Ngài để giải bày lẽ thật của Ngài qua cái nội dung bài học hôm nay. Tạ ơn Ngài, hallelujah. Chúng con tạ ơn Ngài vì Ngài giữ gìn thân thể chúng con trong cái mùa dịch lễ này. Chúa cũng luôn luôn dõi mắt đối với chúng con và luôn luôn dạy dỗ chúng con trong hoàn cảnh, khung cảnh và nghịch cảnh nữa. Và chính những cái lúc nghịch cảnh đó là những lúc có Chúa ở cùng nhất đối với chúng con. Hallelujah. Chúng con tạ ơn Chúa vì buổi tối hôm nay được ơn của Ngài để nghe lời tỏ bài lễ thật của Chúa cho chúng con. Hallelujah. Tạ ơn Ngài. Chúng con xin Ngài ban phước cho tôi tớ của Ngài là sư lực và gia đình của ông. Xin Chúa cũng thăm viếng và ban phước cho chúng con thêm lên phần linh kết nối với Ngài mạnh mẽ hơn, phần hồn thân được vui thỏa trong Chúa, phần thân thể chúng con mạnh khỏe, không có bất kỳ bệnh tật nào đấy, không có sự lo buồn nào cả. Trong danh Chúa Giêsu, ra lệnh cho tà linh ta phải lui tất cả các linh bệnh tật, rồi buồn thảm sầu não và cứng lòng hoặc là vô tín, tất cả phải lui và ta hủy phá cái xã trên đời sống của anh chị em trong hội thánh của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài, Chúa ơi, chúng con tạ ơn Ngài và xin Chúa bổ sức lại cho mục sư, Chúa bổ sức lại cho anh chị chúng con trong những ngày còn lại trên đất này, và nhờ sức của Chúa chúng con sẽ đứng vững và không rúng động trước khi vua vinh hiển ngự đến. Amen. Trên đất này và vương quốc của Ngài sẽ đến. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng hết thảy mọi sự trong cánh tay quyền năng của Ngài và dâng vinh hiển thuộc về cho Ngài. Chúng con thành tâm trong sự cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Không nghe được cái gì. Em nó muốn đổi thì cứ đổi đi. Bác mạnh cầu nguyện mà cố gắng dí vào cái lỗ tai mà nghe, không nghe nổi. Được mấy câu bọc bọc. Quá cái chứ. Em như lúc nãy âm thanh băng nhạc chả nghe được gì hết. Nó hát, nó nhảy, nó múa nhưng mà cuối cùng không nghe được gì hết. Ôi, cảm ơn Chúa. Rất là tiếc. Nay bài học khá là hay mà em nghe được mấy ấn tượng nhất là cái cây gậy, hòn đá. Cảm ơn Chúa, cây gậy. Đức tin vượt bậc của Eli. Mà những cái đoạn sau là không nghe được cái gì nên không có cái dám cầu nguyện gì hết. Cái này là thiếu cũng nhiều người ha. Nhiều người bận rộn sao mà Sion chỉ có mình Thu Thanh thôi ha. Thì ông đi đâu mất hết trơn rồi. Thu Thanh hay là Thanh Thu? Dạ Thu Thanh. Em xin ao nhé, tại em nghe được cái gì cho nên là rất là xin lỗi mọi người. Thôi. Chào dạ, mọi người, Chúa ở cùng mọi người. Chúc đêm nay ngủ ngon. Dạ, rất là tiếc, mong gặp lại tuần sau. Hẹn gặp lại tuần sau.